tập 191 đến tập 200. Mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000. Tiếp phần trước. Tư Đồ chấn nhìn xuống, nói lại một lần nữa, lão phu chỉ muốn bức thư pháp này. Từ Chí Thiên cắn chặt răng, ông gắng sức đứng dậy tức giận nói, bức thư pháp đó là thánh vật tối thượng của Tử Thanh Thánh Điện, làm sao có thể dễ dàng cho ngươi, cho dù ông thuộc cảnh giới bán bộ đại thừa thì sao? Thánh vật do diệp tiền bối ban, ta liều chết bảo vệ. Tư Đồ chấn nhìn thái độ kiên quyết của Từ Chí Thiên có chút ngạc nhiên, hắn dám ăn nói hùng hồn như vậy, lẽ nào vẫn còn hậu chiêu? đúng như ông nghĩ từ chí thiên lập tức đặt ngang thanh kiếm hai con mắt nhắm lại trong lòng có diệp thánh rút kiếm tất nhiên thần hóa cực trận vừa dứt lời lưỡi kiếm mang những tia sét lao lên đến giữa trường kiếm của từ Trí thiên kết hợp với kiếm của ba bị trưởng lão tạo thành trận đổ ba quái uy lực mạnh mẽ xuyên qua những mây đen tạo ra vô số tia sét đánh thẳng xuống từ Trí thiên gần giọng cho ông nếm thử vũ khí mà các đời tử thanh thánh chủ chế tạo bằng nguyên thần vừa dứt lời lập tức trên trời có một hắc long lao xuống xung quanh nó mang theo vô số tia sét đó chính là từ thanh thánh kiếm con rồng đó một đường lao thẳng đến tư đồ chấn gào lên một tiếng thị uy thế nhưng tư đồ chấn không hề run sợ hắn nở nụ cười có chút xem thường hóa cực trận kết hợp với tử thanh thánh kiếm tốt lắm đáng để lão phu ra tay nói rồi hắn ta triệu hoán kiếm của mình thanh kiếm tư đồ chấn bao quanh vô số tia sét cùng với sức mạnh đại đạo nó như sợi dây vô hình khống chế con rồng của từ trí thiên chứng kiến cảnh này từ trí thiên như không tin nổi vào mắt mình sao có thể chỉ riêng kiếm ý di chuyển quanh người đã đánh xuyên hóa cực trận hai vị trưởng lão cũng lo lắng quay lại sư huynh sức mạnh của lão tặc này phi phàm phải hạ bằng một chiều vị trưởng lão kia cũng đồng tình đúng thế nếu như không thể chiến thắng thì tử thanh thánh địa cũng sẽ gặp họa từ trí thiên cũng nghĩ vậy ông ngay lập tức tụ hợp sức mạnh của mình được vậy thì sử dụng chiêu thức mạnh nhất chiêu thức cuối cùng của tử thanh kiếm quyết ngay lập tức trên trán từ trí thiên xuất hiện kiếm ý đại đạo nó biến thành thanh kiếm khổng lồ từ trời lao thẳng xuống đó chính là toái phần thiên của tử thanh thánh địa nhìn chiêu thức tư đồ chấn có phần tán thưởng nhưng cũng có chút tiếc nuối phần thiên làm sao biết không phải là lao đầu vào chỗ chết ông ngay lập tức vung thanh kiếm của mình nó cũng biến lớn lên đối đầu với phần thiên kết quả là tư đồ chấn giành được ưu thế ba vị trưởng lão ngạc nhiên từ chí thiên cũng giữ người sợ hãi chiêu thức mạnh nhất của thánh địa vậy mà dễ dàng bị phá tư đồ chấn bình thu lại kiếm mặc dù trăm năm trước sáng lập vạn kiếm tông được tôn là kiếm đạo lão tổ nhưng không thể đem chiêu đắc ý nhất của mình truyền cho bất kỳ người nào hôm nay lão phu thi triển một lần tuyệt học để cho người trong thiên hạ đều nhớ kỹ vừa dứt lời tư đồ chấn dồn hết tu vi của mình vào thanh kiếm lập tức một đại tiên cầm kiếm xuất hiện ngay sau lưng đó chính là chân thân của kiếm tư đồ trấn nhìn từ trí thiên hô to bất tử kiếm tâm đoạn thương long ngay lập tức thanh kiếm như biến thành chân long khổng lồ lao về phía tử thanh thánh địa một vị trưởng lão không tin được vào mắt mình kiếm khí bá đạo hung hăng này vượt qua cực điểm chớ nói rời non lấp biển quét ngang cửu châu cũng không quá đáng một vị trưởng lão khác nhìn từ trí thiên thánh chủ sư huynh người mau trốn nhưng chưa đợi từ trí thiên phản ứng tư đồ trấn đã điều khiển chân long quay quanh từ trí thiên hắn ta nhìn xuống bằng con mắt khinh thường ngươi không có chỗ trốn đâu thế nhưng khi đòn tấn công bay xuống lại có một kết giới bảo vệ tử thanh thánh điện làm cả hai người đều ngạc nhiên cái gì từ chí thiên lên tiếng là khiên phòng hộ khiên phòng hộ ở đâu ra một vị trưởng lão hô lớn thánh chủ sư huynh nhìn lên đỉnh đầu đi hóa ra kết giới đó là do bức họa của diệp trường thanh từ chí thiên lên tiếng là cuộn giấy diệp tiền bối ban tặng tư đồ chấn bình tức đến nghiến răng nghiến lợi hắn ta một lần nữa điều khiển thanh kiếm tấn công tử thanh thánh điện nhưng lại bị kết giới ngăn lại tư đồ chấn không phục sao lại như thế sao có thể như thế từ chí thiên nhanh chóng tiến đến gần bức họa cuối người đầy cảm kích đa tạ ơn cứu mạng của Diệp Tiên Sinh đối với tự thanh thánh điện. Các vị trưởng lão cũng quỳ theo, đa tạ ơn cứu mạng của Diệp Tiên Sinh đối với tự thanh thánh điện. Tư Đồ Chấn vẫn không tin được vào mắt mình, hắn cắn chặt răng, thế gian này lại có chú pháp có thể ngăn cản kiếm khí của lão phù. Lúc này, Từ Chí Thiên vẫn đang cúi người cầu xin, Diệp Tiên Bối, lão tặc này cùng vọng đến cực điểm, vọng tượng cướp đi thánh vật ngài ban tặng, chúng ta lực chiến không lại, xin ngài xuất thủ. Bước tranh như có ý thức, ngay sau lời cầu xin của Từ Chí Thiên, nó liền phát ra kim quang lao thẳng về phía Tư Đồ Chấn. Thấy thế hắn ta nghĩ thầm, cuộn giấy này chỉ có thể phòng ngự chẳng lẽ còn có thể công kích tư đồ chấn vốn định tạo ra một kết giới ngăn cản nhưng khi kim quang lao đến hắn mới nhận ra đợi đã bắn ra lại là kiếm đạo trần ý tư đồ chấn nhanh chóng vận dụng công pháp chuyện đòn đánh về phía sau thế nhưng không ngờ là hai luồng kim quang đằng sau lại hợp thành một hắn lập tức nhận ra không ổn nhưng tất cả đã quá trễ một vụ nổ kèm theo khí vận đã thương hắn đến cả từ trí thiên đằng sau bức họa cũng ngạc nhiên cái gì thế diệp tiên bối xuống tay có phải quá tàn nhẫn không vụ nổ đó làm tan cả mây đen răng kín trên bầu trời còn tư đồ chấn đã bị thổi bay vạn dặm một vị trưởng lão thốt lên bằng hai đạo kiếm khí đánh người này lui ra ngoài trăm dặm một vị trưởng lão khác nói quả nhiên tu vi của diệp tiền bối vẫn ở trên vị kiến đạo lão tổ này vị kia đáp lại còn không phải sao tư đồ chấn trọng thương tổ huyết không thể ngờ được không thể ngờ được thế gian này lại có người có thể phát ra đại đạo kiếm ý nói rồi hắn ta bật cười lão phu thật sự đã mở rộng tầm mắt mở rộng tầm mắt tư đồ chấn từ từ đứng dậy hạ quyết tâm được lão phu tư đồ chấn bình là người cuối cùng của vạn kiếm tông đời thứ năm nếu có thể chết dưới đại đạo kiếm ý cũng coi như không phụ đời này nói rồi hắn lao thẳng về phía bức tranh một vị trưởng lão nghe thấy cái tên này liền cảm thấy quen thuộc tư đồ chấn bình vạn kiếm tông đời thứ năm từ chí thiên nghe đến đây cũng nhận ra vạn kiếm tông đời thứ năm cùng thế hệ với tổ sư gia ông nghĩ đến kết cục xấu nhất lão nhân này nếu thật sự chết ở tử thanh thánh địa ta chẳng phải là gặp phải họa sao nghĩ thế từ chí thiên nhanh chóng hô lớn với bức tranh diệp tiền bối la lịch người này có chút phiền toái xin ngài thu lại đại thần thông ngay tức khắc bức tranh liền thu lại kim quang của mình rồi cuộn lại khi tư đồ chấn chém đến chỉ còn lại một khoảng không hắn mất đà vung kiếm thốt lên cái lưng giả của ta từ chí thiên lo lắng tư đồ lão tổ nhưng đã muộn hắn ta một lần nữa ngã xuống ngay tức khắc từ chí thiên cùng ba vị trưởng lão đi đến chỗ từ đồ chấn đỡ ông từ chí thiên lo lắng nói thì ra là tư đồ lão tổ vạn kiếm tông xin thứ vãn bối vừa rồi thất lễ nhưng tư đồ chấn vẫn hùng hổ lao lên đừng nói nhảm nữa mau cho ta tái chiến với cuộn giấy mấy hiệp từ chí thiên phải dùng hết sức bình sinh kéo lại tư đồ lão tổ ngài không nên xúc động các vị trưởng lão bên cạnh cũng khuyên ngăn đúng vậy có chuyện gì từ từ nói lúc này tư đồ chấn ho lên mấy tiếng thôi lão phu bế quan ngàn năm đột nhiên xuất quan nóng lòng muốn thử kiếm cũng là nhất thời vênh váo từ trí thiên nghe thế mới thở phào thử kiếm không xa đâu vị trưởng lão nghe thế ngạc nhiên hỏi ngài không phải tới diệt môn sao đột nhiên tư đồ chấn bình ánh mắt nghiêm trọng nói tử thanh thánh chủ có thể nói chuyện chút không chuyển cảnh đến tử thanh đại điện mấy người cũng đã trở về từ chí thiên chỉ vào điện phía trước lão tổ mời bên này vào đến phòng từ chí thiên cũng thẳng thắn hỏi tư đồ lão tổ có gì đặc biệt căn dặn tư đồ chấn lên tiếng lão phu lần này xuất quan là bởi vì dự cảm được đại nạn sắp tới nếu trong hai năm ở trên kiếm đạo còn chưa đột phá chỉ có thể chờ chết nghe thế từ chí thiên liền ngạc nhiên cái gì trong lòng tính toán thì ra lão nhân này xuất quan cũng không phải vì giúp vạn kiếm tông đông sơn tái khởi mà vì đột phá không được hiện giờ ma đế có dấu hiệu hồi phục tọa môn trung châu chính là lúc cần cường giả lại không ngờ hắn xuất thế lập tức sụp đổ thật sự là khiến người buồn thay nghĩ thế từ chí thiên đứng lên cung kính hỏi tiền bối vãn bối có thể làm gì tư đồ chấn liền nói rất đơn giản lão phu chỉ muốn tìm hiểu cuộn giấy trí bảo này của tử thanh thánh điện nghe thế từ trí thiên giữ người thầm nghĩ đây là điều khó nhất thấy từ trí thiên có chút do dự tư đồ chấn liền ho một tiếng như vậy đi lão phu chỉ cầu một cơ duyên bất luận có đột phá hay không đều sẽ giữ lại cho ngươi hai bộ tượng phẩm kiếm pháp như thế nào nghe thế ánh mắt từ trí thiên lập tức sáng lên ái trả tiền bối quá khách khí rồi ông ta chỉ tay về cửa hào hứng nói ân huệ của pháp bảo này vốn nên được mọi người chia sẻ ngài cứ việc ở đây mà lĩnh hội từ thánh chủ liền dẫn tư đồ chấn ra ngoài lão tổ đợi đã ông lập tức tọa ấn lên bức thư pháp hô to mở hết cấm chế ngay lập tức bức tranh phát ra kiếm ý xen lẫn khí vận từ trí thiên giải thích mặc dù kiếm ý của đại đạo trong pháp bảo này rất tinh thuần nhưng cũng vô cùng hung hiểm ít người có thể chống lại vì vậy mới dùng cấm chế để phong ấn nhìn kiếm ý cả người tư đồ chấn run lên tốt đột nhiên lúc này vị trưởng lão trong giữ cuộn giấy đi đến nhắc nhở thánh chủ sư huynh ngươi lại dám dẫn người tu luyện gần bảo vật của diệp tiền bối từ chí thiên chỉ về phía tư đồ chấn đúng vậy tư đồ tiền bối là một trưởng lão tu vi cao thâm của vạn kiếm tông hiện nay có yêu cầu tử thanh thánh địa đương nhiên phải nghĩa hiệp mà giúp vị trưởng lão liền nói bảo vật này là diệp tiền bối ban tặng sẽ là chỗ dựa cho tử thanh thánh địa trong vạn năm ông ghé sát vào tai tử trí thiên to nhỏ nếu để cho người ngoài nhìn thấu được những bí ẩn bên trong ngươi phải đối diện thế nào với toàn bộ người của tử thanh hơn nữa nếu diệp tiền bối trách tội xuống nghe thế tử trí thiên kiên quyết chư vị chắc hẳn đều biết rằng nữ đế ma tộc sắp hồi phục đến lúc đó nhất định sẽ đại quân tiến công trung châu các đại tông môn từ xưa đến nay luôn đồng lòng tương trợ hiện nay có một vị tiền bối đức cao vọng trọng tu vi cao thâm cần sự giúp đỡ ta làm sao có thể ngồi yên nếu như diệp tiền bối thật sự trách tội xuống lão phu nhất định sẽ tự mình nhận tội nói xong từ chí thiên quay người mời tư đồ tiền bối yên tâm tu luyện nghe thế tư đồ trấn cũng hiểu được tâm ý của tử thanh thánh chủ ông cúi đầu cảm tạ tử thanh thánh chủ quả nhiên có lòng hiệp nghĩa ân nhỏ như giọt nước báo đáp suối nguồn chư vị yên tâm lão phu tuyệt đối sẽ không chiếm lợi một cách vô lý nói rồi tư đồ trấn ngay lập tức bay đến chỗ bức họa tu luyện trong thời gian lĩnh hội chỉ muốn làm một việc nho nhỏ cho tử thanh thánh địa mà thôi sau đó ông tụ hợp nguyên khí của mình phục hóa thiên vương hàng định thiện nhất thiên địa huyền hoàng âm dương diệu pháp Cởi, ngay lập tức hàng vạn khí vận lan tỏa khắp tử thanh thánh địa ai nấy cũng nhìn nó khó hiểu đó là gì vậy đột nhiên từng dòng khí vận cứ như vậy bay vào từng người trong tử thanh thánh địa khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên có người thốt lên ta cảm nhận được một loại kiếm ý hoàn toàn mới đến thánh chủ cũng khen ngợi mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng vị trưởng lão kia mơn trớn dòng khí vận trên tay lão già này thật dễ để tiếp xúc quả nhiên có thể học được vài điều từ hắn lúc này trong sân một con bướm nhỏ bay đến nó dừng lại trên tay từ chí thiên gọi sư tôn từ chí thiên vừa nhìn đã nhận ra đây là tin tức do nha đầu thanh tuyết chuyển đến lời nói từ con bướm nhỏ phát ra đệ tử gần đây đã cùng diệp tiền bối trở về tiểu trì trấn xin đừng lo lắng nghe xong từ chí thiên không khỏi vui mừng không ngờ diệp tiền bối lại nhanh chóng rời khỏi đế đô như vậy nói rồi ông liền thả bướm đi trong lòng thầm cổ vũ thanh tuyết phải nắm bắt cơ hội này thật tốt chuyển cảnh đến chỗ diệp trường thanh sau một hồi di chuyển cuối cùng cả hai đã về đến trước cổng tiểu trì trấn diệp trường thanh uể oải vươn vai thật tốt cuối cùng cũng đã trở về thanh tuyết liền tiến lên diệp đại sư thế đế đô đại yến không tốt sao diệp trường thanh cười đáp cũng không phải vậy ta thích ở nhà hơn tự do hơn hắn nhìn cổng tiểu trì trấn trước mắt cảm thán khi ta rời đi ta nghĩ rằng thế giới bên ngoài thật hung hiểm ai ngờ rằng dọc đường yêu thú đều không còn cậu nhìn thấy tiểu vương liền nhiệt tình quý bà con ta trở về rồi thế nhưng khi nhìn thấy cậu bé liền sợ hãi chỉ trong nháy mắt cậu bé đã biến mất không chỉ thế người trong trấn cũng bế trẻ con bỏ chạy. "Xin lỗi, Diệp tiên sinh, bọn ta không cố ý làm phiền ngài, đừng để người ta bắt bọn ta." Cậu nhìn theo đám người mà không hiểu, họ nói gì vậy? Thanh Tuyết lên tiếng, "Diệp đại sư vừa trở về từ Đế Đô, giá trị càng tăng gấp bội, đây chính là cách họ bày tỏ sự tôn trọng." Nghe thế Diệp Trường Thanh liền bị thuyết phục, "Nói có lý, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng trở về thôi." Nói rồi cả hai cùng nhau vui vẻ trở về nhà. Tới nhà rồi, chỉ có những người dân của trấn là sợ hãi nấp sau bức tường nhìn theo Diệp Trường Thanh, "Chúng ta có phải đã hiểu lầm Diệp tiên sinh rồi không?" có người nhớ lại cảnh tượng bị bắt lúc trước nói đúng vậy cuối cùng cũng không phải diệp tiên sinh đã trói chúng ta mẹ của tiểu vương nghi ngờ chẳng lẽ nhóm người đó là những fan cuồng theo đuổi diệp tiên sinh đến tiểu vương cũng khẳng định chắc nịch diệp tiên sinh tốt nhóm người đó xấu lúc này sắc trời cũng tối hẳn tuy không có ai ở nhưng tiểu viện vẫn tràn ngập sức sống chỉ là hơi nhiều bụi thanh tuyết cô nương để ta làm cho nói rồi cậu đưa một cái xô cho hắc hoàng đi lấy thùng nước sau một hồi lao động hăng say cuối cùng tất cả đã sạch sẽ diệp trường thanh mệt nhọc nằm dài rốt cục cũng đã quét dọn xong lúc này thanh tuyết mang ấm trà đến rót cho diệp trường thanh thấy thế hắn không khỏi cảm kích đa tạ thật sự là làm phiền thanh tuyết cô nương thanh tuyết khách khí đáp lại diệp đại sư không chê thanh tuyết tư chất ngu dốt còn nguyện ý nhiều lần chỉ điểm cô đưa cốc trà đến nhưng không may tay cả hai chạm vào nhau làm thanh tuyết giữ người lập tức một luồng linh khí chạy dọc cơ thể cảm giác như bị điện giật thì ra đây chính là cảm giác gần gũi với da thịt cường giả lúc này diệp trường thanh lên tiếng nói nhắc tới cũng kỳ quái đế đô tuy có muôn vàn tốt nhưng chỉ có trở về tiểu trì trấn mới có thể làm cho thể xác và tinh thần ta thả lòng lại cô cũng đồng tình đúng vậy thanh tuyết cũng không thích ồn ào náo nhiệt cũng như diệp sư phụ nói rồi cô thêm trà cho diệp trường thanh thanh tuyết cũng càng thích cuộc sống thanh thản yên bình như vậy diệp trường thanh đưa tay ra nhận lấy cốc trà đa tạ nhưng lần này thanh tuyết lại cố ý chạm vào tay diệp trường thanh làm hắn giật mình rụt tay lại được chạm tay lần nữa toàn thân thanh tuyết tràn ngập trong sung sướng nghĩ thầm khí vận trên người diệp đại sư thật thoải mái nhưng bên kia diệp trường thanh không nhàn nhã trong lòng hắn nảy lên nghi ngờ thanh tuyết cô nương đây là có ý gì người ta còn là một hoàng hoa đại soái mà sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng diệp trường thanh cũng chịu lên tiếng thanh tuyết cô nương lúc trước không phải ngươi nói trên âm đạo có một ít vấn đề mới sao thanh tuyết liền đáp đúng là thanh tuyết hôm nay mặc dù có tiến bộ rất lớn nhưng vẫn không cách nào đàn tấu khúc hóa phàm kia nghe thế diệp trường thanh ngại ngùng nói ta hiểu rồi nhưng hôm nay đã muộn rồi chúng ta có thể vừa nghe đến đây trong lòng thanh tuyết không giấu nổi ngưỡng mộ không hổ là diệp đại sư thật chu đáo cô liền ôm quyền cúi người thanh tuyết đêm nay nhất định nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần ngày mai dụng tâm lắng nghe diệp đại sư nói xong cô liền rời đi để diệp trường thanh có hơi hoang mang hắn hiểu nhầm ý của cô cười nói được rồi chơi với ta đi đầu vịt thối chiêu trò của ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta rồi lúc này trong sân đã không còn ai bất chợt có tiếng gọi của hắc hoàng thụ ca đồ thập tam lo lắng hỏi đánh thức thụ tiền bối như này thật sự thích hợp sao yêu thụ lúc này tỉnh dậy lên tiếng có chuyện gì mà đánh thức ta hắc hoàng cuối người nói thụ ca chúng ta theo chủ nhân từ đế đô quay về quyết định lại đi một chuyến đến nam lĩnh yêu thụ bất ngờ hỏi lại đến nam lĩnh làm gì đồ thập tam giải thích thụ tiền bối chủ nhân tu luyện đã dùng hết hỗn nguyên thạch nên chúng ta muốn đi tìm một ít trở về nghe thế yêu thụ liền rơi ra một chiếc lá liễu dặn dò các ngươi cũng đều hiếu tâm mang theo vật này đi đồ thập tam đỡ lấy nó tò mò hỏi cái này là gì vậy yêu thụ giải thích phiên lá liễu này tương đương với một đòn toàn lực của bổn tọa mặc dù các ngươi đều có một bức yêu hoàng đồ cho riêng mình nhưng chỉ có thể sử dụng để thăng tu vi cũng không phải là chiêu gì giết địch đến lúc sinh tử nếu sử dụng với người có tu vi dưới đại thừa cảnh sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ nghe thấy cả hai đều cúi đầu hành lễ đa tạ thụ ca đa tạ thụ tiền bối yêu thụ dừng lại một lúc rồi nói thật ra bản tọa còn biết một chỗ bên trong đại bí cảnh bên trong đó có rất nhiều hỗn nguyên thạch nhưng nơi đó vô cùng hung hiểm cộng hai người các ngươi cũng không thể quay trở về vẫn chờ đến khi ta có cơ hội hóa hình sẽ tự mình đi một chuyến cho chủ nhân cũng không còn nhiều thời gian hai người hắc hoàng đồ thập tam liền tạm biệt yêu thụ không làm phiền thụ ca lần này chúng ta nhất định sẽ mang về thật nhiều chuyển cảnh đến sáng diệp trường thanh vừa thức dậy đã thấy thanh tuyết đánh đàn cậu liền suy nghĩ viển vông diệp đại sư Luyện bài ca tình này thật sự mệt quá. Diệp Trường Thanh Ân cần, vậy chúng ta chuyển sang bài Mi Lai like Nhãn Khứ được không? Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ không hề nghe thấy tiếng gọi của cô. Đến tận khi Thanh Tuyết gọi to, "Diệp Đại sư." Diệp Trường Thanh mới giật mình trở về thực tại. Cậu vội ho mấy tiếng lấy lại bình tĩnh, "Xin lỗi, chúng ta mới nói đến đâu rồi nhỉ?" Thanh Tuyết buồn bã thở dài, Thanh Tuyết đã thử rất nhiều lần, vẫn không thể đàn được bài Hóa Phàm, nhạc phổ Hóa Phàm rất hóc búa, nếu bắt đầu với thế thương long xuống biển, thì ngón tay trái gãy đàn nhiều và mảnh khảnh, âm thanh không sâu và không chân thực trái lại có tiếng lạ không thể kết hợp cương nhu vừa nghe đến đây diệp trường thanh cương quyết nói sai thanh tuyết cô nương lời này của cô nói đúng là quá sai lầm cậu nghiêm túc giảng dạy ta nghe ra được đối với khúc nhạc có kỹ xảo phức tạp này cô đã có cảm xúc đối lập đây mới chính là nguyên nhân cô không thể đạt được nghe thế thanh tuyết vội mang hóa phàm khúc ra mời diệp đại sư giảng giải diệp trường thanh nói tiếp mục đích cuối cùng của chúng ta là muốn để xác suất chuyển hóa của khúc nhạc này đạt đến mức hoàn hảo cho nên logic cơ bản lúc diễn tấu là khơi thông lá chắn của giai điệu tạo ra sinh thái mới của âm luật thông qua sự khác biệt và độ chi tiết, khiến cho cảm xúc diễn tấu trở nên bùng nổ. Hãy cân nhắc về sự nghiêng lệch trọng tâm mà ngón tay gầy đàn, hình thành quyền anh kết hợp. Nói rồi Diệp Trường Thanh ngồi xuống bàn, "Nào, để tại hạ biểu diễn một phen." Ngay sau đó cậu đánh ra khúc hóa phẩm. Chứng kiến cảnh đó Thanh Tuyết vui mừng khôn xiết, quả nhiên, cho dù là cầm phổ hóc búa thế nào, thì Diệp đại sư diễn tấu đều ung dung tự tại, thành thạo điều luyện, xem ra Diệp đại sư không hề bị luồng sức mạnh không rõ ấy ảnh hưởng. Theo tiếng đàn thanh tuyết càng say đắm, nghĩ thầm, lẽ nào là trình độ âm luật của mình kém xa Diệp đại sư? Tâm trí cũng không được kiên định, tiếng đàn của Diệp Trường Thanh bay ra khỏi tiểu trì trấn, vang đến Bắc Hoang Bang Nguyên, tiếng đàn vang vọng vào tận cựu thế đồng quan, lọt vào quan tài của Ma Tôn. Lập tức quan tài liền xảy ra dị tượng, luồng ma khí lan tỏa đánh bay phong ấn. Ma Tôn mỉm cười, "Là ngươi sao? Là ngươi quay về rồi." Bên ngoài yêu tộc hét lên, "Đây là tiếng gì? Có lẽ là tiếng của Ma Đế." Trong quan tài Ma Đế lên tiếng, "Cách đây không lâu, khúc hóa phàm kia đã đánh thức ta, bây giờ khúc hóa phàm lại vang lên. Đúng lúc này phong ấn quan tài bị phá, à ta liền dùng tay phá nắp, cứ thế đã đến" Trùng trùng pháp trận này không còn có thể cản trở ta, gông xỉn cô độc thanh phong. Ngay lập tức một luồng ma khí bắn thẳng lên, một tiểu ma không tin vào mắt mình, ma khí của đế giả cuồn cuộn khủng bố, cưỡng bức đem hư không phá ra. Ma đế dùng hết sức, ngươi đợi ta, đợi ta phá ra trùng trùng phong ấn này, sẽ đến tìm ngươi. Mấy tên kia thấy thế vội khuyên nhủ, "Đế tôn, không vội phá phong ấn." Đúng vậy, bọn ta không thể cho mắt nhìn ngài liều mạng, nhất định phải bảo trọng thánh thể. Nhưng lúc này ma đế đã thoát ra ngoài, các vị không cần lo lắng. Thấy ả đám người vội hành lễ, tham kiến đế tôn một trưởng lão lên tiếng cấm chế trong vực sâu hạn chế tất cả sinh linh ra vào đến nỗi bọn ta không thể ra tay tương trợ trong lòng rất hổ thẹn đế tôn cười nhạt cấm chế thế nào phong ấn lại thế nào thời kỳ cửu thế luân hồi đã qua ta đế tôn ma tộc cô độc thanh phong chỉ sẽ càng lớn mạnh hơn trăm vạn năm trước à ta hạ lệnh đợi ngày ta phá quan mà ra chính là lúc dẫn đầu ma tộc trở lại thiên hạ đám ma tộc bên dưới cúi người bọn ta nguyện trợ giúp đế tôn lúc này hóa phàm khúc vang đến tử thanh thánh địa truyền vào tai của tư đồ chấn, ông ta không khỏi ngạc nhiên âm thanh gì vậy giai điệu này như oán như mộ như than như khóc tìm dao nhảy múa trong khe núi âm u quả phụ khóc trên con thuyền cô độc tư đồ chấn không giấu được ngạc nhiên một giai điệu đơn giản như vậy nhưng dường như ẩn chứa trong đó chân ý vô biên khiến ta hiểu một cách sâu sắc âm thanh đó cũng truyền đến tai từ trí thiên khúc nhạc này hình như là hóa phàm mà thanh thuyết năm đó lấy về từ trong đại bí cảnh lại vẫn luôn không thể đàn tấu tâm trạng từ trí thiên liền trở nên vui mừng xem ra thanh tuyết thật sự học được tinh túy từ diệp tiền bối rồi mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này Nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000 đấy nhé. Trên màn hình là một số video hay ho khác. Yêu mọi người, donate càng yêu.